của thời gian và không gian, với biết bao luồng văn hóa, lễ nghi mới du nhập. Tết cổ truyền Việt Nam nói chung, Tết Huế nói riêng, vẫn như một giấc mơ cổ tích, là khoảnh khắc thần tiên kỳ diệu, có ý nghĩa sâu sắc và giá trị vĩnh hằng trong tâm thức của người Việt. Không chỉ là mùa của hoa nở, cây cối đâm chồi, nảy lộc, mùa của đoàn viên, xuân vầy, mùa của cho đi và nhận lại. Tết Huế xưa như một lối nhỏ dẫn về với không gian văn hóa truyền thống của dân tộc, đầy bản sắc và tự hào, đầy trân trọng, yêu thương và cũng đầy hoài vọng, khát khao. Dẫu qua bao đổi dời, với muôn vàn những luồng văn hóa du nhập, những quan điểm, tư tưởng, lễ tục đã dần hình thành và trở nên quen thuộc. Và Tết cổ truyền của người Việt Nam là một điều gì đó rất đặc biệt, một tín ngưỡng bình dị mà thiêng liêng, một hồi nhớ khắc khởi hy vọng và một vẻ đẹp xa vắng hằng hữu. Và Tết cổ truyền của người Huế lại mang một phong vị rất riêng, không hoa, nhưng lại mang một danh xưng riêng, Tết Huế. Không chỉ là một trong những hậu duệ xuất sắc của Thái tộc, một tộc họ nổi tiếng về trí tuệ và tài hoa ở đất Huế. Giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan còn là người tiếp truyền, phát triển và sáng tạo ra những giá trị văn hóa đặc sắc từ cội nguồn văn hóa dân tộc Việt Nam, vốn đã vừa sâu sắc lại vừa bao la. Và Tết cổ truyền, với bà, dẫu qua bao nắng mưa thời gian, sự thay đổi của đời sống, đổi dời của thế cuộc, Tết vẫn đẹp đẽ và thần tiên như ký ức thuở thiếu thời. Tết đối với tôi ngày trẻ là một hiện tượng mà nổi bật nhất ở trong một năm. Và tất cả những ao ước của thời thơ ấu về cái Tết hằng vẽ nên Tết giống như là một cái thế giới đầy cả màu sắc, đầy cả ước vọng, đầy cả ước mơ. Và cái điều hay nhất là tất cả những ước mơ đó đều có thể hiện thực ngay ở trong ngày Tết. Và cái đêm 30 đúng là cái đêm hồi hộp nhất để có thể chứng kiến được, có thể cảm nghiệm được là cái bước chân của thời gian đã sắp sửa đổi thay và một cái năm mới bắt đầu. Kỷ niệm ngày Tết mà đẹp nhất là cái nồi bánh chưng nấu 30 Tết. Và ở trong cái nồi bánh chưng này, tôi đã, một đứa trẻ đã nghe tất cả những câu chuyện của năm cũ xung quanh cái nồi lửa. Và đó là một kỷ niệm rất là khó quên. Ngày Tết, cuộc chuyện bên chén trà bánh mứt không lạ, nhưng vẫn luôn mới mẻ. Bởi những câu chuyện cũ sẽ được ôn lại, nhìn nhận với góc nhìn đầy cảm thông, chia sẻ và bao dung. Hơn thế nữa là những ý tưởng, niềm tin và hy vọng mới. Nên dẫu rằng, theo nhịp sống hiện đại, Tết ở Huế có hối hả hơn, vẫn luôn dành một khoảng thời gian và không gian để chậm lại, để thực sự sống với khoảnh khắc hiện tại, để nhận thức sâu sắc hơn về cuộc biến chuyển của trời đất và của chính chúng ta. Ở Huế có lẽ có một điều là cái việc đó đối với mọi người nó rất là trọng đại. Có một sự trang trọng và kính cẩn. Nghĩa là ngày Tết phải là một cái gì đặc biệt nhất ở trong năm, tại vì nó ấn định cả cuộc sống của một năm mới. Bàn thờ thì chúng tôi phải lo săn sóc như thế nào để được rực rỡ và đẹp đẽ trong ngày Tết. Hoa cũng vậy, hoa cũng phải chứng
thật là trang trọng. Và hoa mai dĩ nhiên là cái điểm không có thể thiếu ở trong một cái không gian ngày Tết của Huế. Ngày xưa thì hình như chúng ta có nhiều các ông bà có nhiều thời gian hơn với con cái, cha mẹ có nhiều thời gian hơn với con cái, và con cái cũng có thời gian nhiều hơn với cha mẹ. Và những câu chuyện Tết được kể ra ở trong những cái không gian nó đường đầy cả hương vị đoàn tụ, hương vị thương yêu và đậm tình. Dĩ nhiên ngày hôm nay thì cái tình vẫn đậm, cái tình vẫn còn, nhưng mà có một chút gì đó vội vã. Tôi muốn nói cái chữ vội vã mà chúng ta bị đặt định ở trong một cái điều kiện thời gian và không gian có tính cách đương đại và có tính cách hối hả, làm cho chúng ta nhiều khi không kịp để mà thưởng thức. Ở Huế, trước khi đến với từng nhà, Tết dường như đã đến với các làng nghề dọc hai bờ sông Hương từ khá sớm. Ở mỗi làng nghề, chắc chắn sẽ có những lễ hội, ngày cúng tổ, nghi lễ riêng. Thế nhưng, với Tết Nguyên Đán, có thể xem là lễ hội chung vô cùng quan trọng của cả làng hoa giấy, làng bánh, làng mứt. Những ngôi làng yên ả, bình dị, trầm tư đã tạo ra những thứ nhỏ bé, mà không có những thứ ấy, Tết có lẽ bớt đi nhiều phần phong vị. Làng nghề hoa giấy Thanh Tiên vào vụ Tết vẫn là những dáng tay nét người thanh nhã, nhẹ nhàng, nhưng có chút hối hả hơn bởi sự dẫn bước của mùa xuân. Không chỉ làm đẹp cho mùa xuân này, tưởng kính và dâng tặng ông bà, tổ tiên những tâm huyết tài hoa rực rỡ nhất, bày biện tiếp đãi khách đến mừng Tết những không gian đẹp đẽ nhất, mà những bông hoa của làng Thanh Tiên còn gợi nhắc những mùa xuân xưa cũ và tiếp dẫn những mùa xuân sau. Dạ con chào chú. Theo con được biết thì làng hoa giấy Thanh Tiên rất là nổi tiếng, không những ở Huế mà thậm chí là ở cả Việt Nam cơ. Thì chú có thể chia sẻ cho con biết là cái Tết của làng hoa giấy Thanh Tiên thì có gì đặc biệt hơn không ạ? Đối với làng hoa giấy Thanh Tiên thì ngày Tết là một ngày mà bà con ở trong làng trước đó nhiều tháng đã tập trung để làm những sản phẩm để trưng bày trong cái dịp Tết. Đó là sản phẩm làm từ giấy, đó là sản phẩm hoa giấy Thanh Tiên. Và như các bạn thấy ở trong những ngày như thế này, thời tiết rất là đẹp, thì bà con đã chuẩn bị những cái chống hoa và đi rạo khắp phố phường để người dân mua về thờ cúng ở những nơi như Trang Ông, Trang Bà, Am Cảnh và Ông Táo. Ngày nay thì những tập tục tín ngưỡng như vậy nó cũng dần dần bị mai một đi, và cái hoa giấy Thanh Tiên, đặc biệt là hoa giấy thờ cúng thì nó cũng đã có được cái điểm để tiêu thụ. Đó là người ta dùng không những để thờ cúng mà bây giờ người ta sử dụng để mà trang trí ở những nơi như nhà hàng, khách sạn và các tư gia, các cơ quan, và không những trong nước mà cũng lan tỏa ra ngoài nước ngoài nữa. Ở những ngày cận Tết thì cái đặc biệt nhất là rất là rộn ràng.
khách thập phương từ phương xa họ về. Và thứ nhất là họ đến để tìm hiểu về một làng nghề và họ mua hoa. Và thứ hai họ tìm đến những địa điểm để họ trải nghiệm, họ học cái cách làm thế nào để làm ra một cái hoa giấy như vậy. Và đó là cái điểm đặc biệt rất của làng Thanh Tiên. Và trong cái đặc biệt như vậy thì tôi thấy cái điểm nổi bật nhất là cái niềm vui đã tỏa ra trên khuôn mặt của từng người. Và nhất là những đứa trẻ con, nhờ có những đồng tiền bán được từ hoa, và trẻ con thì có được thêm quần áo mới và những cái đồ dùng, đồ để mà tiêu dùng. Và trong cái gia đình của mỗi gia đình thì như vậy, cái niềm hân hoan và niềm vui nó lan tỏa ra khắp nẻo trong làng. Nổi tiếng là kinh đô ẩm thực của Việt Nam, khiến bao du khách phải say lòng, đặc biệt vào dịp lễ Tết. Ẩm thực Huế được nâng lên thành văn hóa gia phong, biểu trưng cho sự đoàn viên, sum vầy của mỗi gia đình. Ẩm thực Tết Huế chia thành hai loại. Thức ăn mặn gồm các loại giò, chả, tré, nem, thịt, và thức ăn ngọt là các loại bánh, mứt. Ngoài các loại bánh chưng, bánh tét khá thông dụng, thì còn các loại bánh được ít người biết đến bởi sự công phu, tỉ mỉ ở khâu chế biến và mang đậm tính vùng miền, đến các loại bánh sử dụng trong việc cúng kiến như bánh phục linh, bánh in, bánh thuẫn. Ngoài ra, các loại mứt cũng khá phong phú trong ẩm thực Huế. Theo ước tính, có gần 100 loại mứt và hầu như các loại rau, củ, quả đều có thể trở thành mứt dưới bàn tay tài tình, sáng tạo của người phụ nữ Huế. Từ loại đặc trưng nhất như mứt gừng đến các loại mứt khác nhau như sắn, khoai lang, bí đao, hạt và củ sen, dừa, đậu, cam sành, me. Tất cả đều được người phụ nữ Huế trao chuốt, cắt tỉa, tô điểm thành các tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, đầy hương sắc của đất trời. Sông Hương đôi bờ có biết bao làng nghề, và Tết được xem là dòng chảy xuyên suốt trong mỗi làng nghề. Bởi nhờ có Tết mà mỗi làng nghề dần trở nên sinh sắc và nhộn nhịp hơn so với vẻ trầm tư, bình yên thường nhật. Một trong những yếu tố không thể không nhắc đến ở Tết Huế xưa chính là những nghi thức, lễ hội truyền thống diễn ra ở Đại Nội hay ở những không gian sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người xứ Huế. Trong đời sống cung đình ở Huế, trước ngày Tết, người xưa thường làm lễ thướng tiêu, tức dựng cây nêu để báo hiệu một năm đã qua, ngày Tết đã tới. Theo nghi thức của triều Nguyễn xưa, cây nêu ở Thế Tổ Miếu được dựng lên thì người dân xung quanh mới có thể bắt đầu dựng nêu. Từ Thế Miếu, nghi thức rước nêu được tổ chức trang trọng. 10 lính vác nêu trong trang phục chỉnh tề, đội rước nêu khởi hành trong âm thanh của tiểu nhạc tiến vào hoàng cung, đến triệu tổ miếu và tiến hành nghi thức dựng nêu. Thướng tiêu là một nghi thức truyền thống của dân tộc và cũng là một nghi lễ quan trọng vào đầu năm mới của triều Nguyễn. Cây nêu dựng trong Đại Nội là một cây tre lớn dài 15 mét được các lính vệ rước từ điện Thái Hòa về Thế Miếu, nơi thờ các vị vua triều Nguyễn. Khi cây nêu được dựng lên, đầu ngọn nêu được treo ấn, tín, văn phòng tư bảo, biểu trưng của việc phong ấn để triều đình nghỉ ngơi trong những ngày Tết. Cái Tết cổ truyền là Tết rất đặc biệt đối với người Việt Nam và Thừa Thiên Huế nói chung. Thì Thừa Thiên Huế là một vùng đất nó may mắn nó lưu giữ lại tất cả những cái nét Tết Huế xưa. Ví dụ như miền Bắc thì phong tục nó khác, và Huế nó khác. Ví dụ như Tết Huế nó bắt đầu từ thời gian mà 23 tháng Chạp, tức là ngày cúng ông
ông Công và ông Táo. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Huế thì người Huế thường là chủ yếu là thay ly nhang bát đèn và trang trí lại bàn thờ và chuẩn bị các cái món ăn, những cái món cổ truyền để phục vụ cúng gia tiên. Trong đêm giao thừa thì người Huế cũng không giống như vùng miền Bắc là đi hái lộc, thì người Huế là kiêng kỵ, hầu như là kiêng kỵ ra khỏi nhà. Trong ngày mùng 1 Tết thì văn hóa Huế là thường đi thăm ông bà tổ tiên, viếng mộ, đền chùa miếu mạo, rồi sau đó mới cha mẹ. Và các ngày tiếp theo thì thăm bạn bè, thân hữu hay là những người bà con trong dòng tộc. Tết Huế phải nói rằng là lưu giữ một cái nét đặc sắc của nó là bậc nhất của Việt Nam hiện nay. Ngoài lễ dựng cây nêu, lễ nguyên đán thời Nguyễn đã được Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tái hiện lần đầu tiên vào đầu năm 2021 dưới hình thức sân khấu hóa thực cảnh bằng thủ pháp đồng hiện. Toàn bộ hai nội dung của cả hai lễ đều được dàn dựng tại một địa điểm là Điện Thái Hòa, vừa phù hợp với thực tế, vừa phù hợp với việc phục vụ du lịch. Yếu tố dẫn chuyện có ý nghĩa vừa nối kết, vừa thuyết minh, diễn giải và dẫn dắt nội dung để định hướng cho người thưởng lãm. Dưới hình thức sân khấu hóa thực cảnh, nghi lễ này được tái hiện nhằm phát huy cả di sản vật thể và phi vật thể, đồng thời giới thiệu về những nét đẹp truyền thống gắn với Tết cung đình thuở xưa. Trên hết là tinh thần nhân văn của tiền nhân. Tết năm nay chúng ta có thể khẳng định rằng đã trở lại trạng thái bình thường mới nhất trong các cái Tết xưa. Từ thành phố Huế thì đã tổ chức cái lễ hội Tết xưa diễn ra từ ngày 14 tháng 1 cho đến ngày 17 tháng 1. Tại các huyện, thị xã đều tổ chức các lễ hội để phục vụ nhân dân và du khách. Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế thì tại ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3, ngoài cái miễn vé hoàn toàn đối với du khách và người dân trên địa bàn, thì Trung tâm Bảo tồn Di tích sẽ tái hiện lại các cái hoạt động Tết xưa như bài chòi, đội gác, đài nhạc, nhã nhạc, vân vân. Đây là một điểm nhấn rất lớn, phải nói rằng là còn lưu giữ truyền thống của văn hóa Huế đối với nhân dân và du khách. Và nếu đến Huế thì người du khách và nhân dân phải trải nghiệm được đặc sắc của Tết cổ truyền Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng. Tết cung đình xưa kia có muôn vàn điều thú vị khiến khách tham quan không khỏi ngạc nhiên, trầm trồ. Trong đó có việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong các nghi lễ và những ẩn dụ của các hình thức nghi lễ gửi gắm lời hiệu triệu, sự khẳng định về tính vĩnh cửu của các giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, ý nghĩa không gì thay thế của Tết đoàn viên và gắn kết giữa các thành viên trong gia tộc cũng như các thành phần trong xã hội. Huế, xứ kinh kỳ vốn đã đặc sắc với nét đền đài cổ kính, thành quách rêu phong. Vào xuân, trong lòng Tết, Huế trở nên lộng lẫy và nổi bật như là nơi đậm đà phong vị xuân sắc giữa không gian và thời gian. Ở Huế, sau ngày 23 tháng Chạp, người dân bắt đầu tấp nập chở hoa, bày bán ngập tràn các nẻo đường của thành phố, trở thành cái lễ Tết. Hoa có mặt ở khắp nơi, từ Phu Văn Lâu đến công viên xung quanh Nghên Lương Đình, Cung An Định hay Trung tâm Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế nằm trên giao lộ Hùng Vương. Tại chợ hoa Tết, ngoài các loại cúc, quốc cảnh, nhiều chủ vườn còn trưng bày bán hoàng mai xứ Huế, được tôn vinh là loài hoa đặc trưng của xứ kinh kỳ. Ngoài ra, còn có các loại ly Đà Lạt, Đào Nhật Tân, Quốc Hội An, Phong Lan xứ Huế cũng được bày bán mọi nơi. Đại nội và hệ thống các lăng tẩm, đề đài của Huế vào mùa xuân mới dường như cũng trở nên rộn ràng, sinh sắc hơn bởi lễ hội và những chương trình sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc. Trong những năm qua, ngành văn hóa, ngành du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích và các địa phương đã hết sức chủ động triển khai các chương trình mới. Ngành du lịch thì tổ chức các cái sản phẩm mới như đón du khách đầu tiên đến Huế, các khách sạn, các lữ hành thì tạo những cái tour hấp dẫn như là đón du khách sóng đất đầu tiên đến khách sạn và tặng quà.
Thì tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì Ủy ban tỉnh đã ban hành một cái chương trình rất đặc biệt, đó là miễn vé tất cả các du khách và người dân 3 ngày Tết để cho người dân trải nghiệm cái Tết tại Thừa Thiên Huế cũng như thấy được những cái nét đặc sắc của văn hóa Huế, những cái Tết cổ truyền còn lưu giữ và nó tồn tại trong dân gian cũng như trong cung đình. Nó tạo điểm nhấn và tạo điểm thu hút đặc sắc nhiều chân du khách khi đến Huế. Du khách cũng có thể ghé thăm chùa Thiên Mụ để thưởng ngoạn vẻ đẹp cổ kính hơn gần nửa thế kỷ tại nơi cổ tự này. Đồng thời, tận hưởng không khí trong lành của dòng sông Hương và lắng nghe những câu chuyện truyền thuyết. Ngoài ra, chùa Từ Hiếu, chùa Diệu Đế, chùa Từ Đàm, chùa Huyền Không Sơn Thượng cũng là những ngôi chùa nổi tiếng ở Huế. Đến chùa dịp Tết, bạn còn được hái lộc hay xin xăm, xin chữ đầu năm và cầu nguyện bình an, tài lộc, hạnh phúc cho gia đình và người thân. Nhiều người đến đây thì thấy có vẻ như Huế Tết hơn tất cả những chỗ khác. Có lẽ tại vì cái quan điểm về thời gian ở người Huế hay là sự chậm rãi hay là cái tính điềm đạm của người Huế nó tạo ra được một cái không khí Tết Huế nó tương đối trầm lặng hơn với tất cả những cái Tết khác ở trên đất nước Việt Nam. Thì cái chuyện này là chúng ta hình như là càng ngày thì người ta lại ý thức được nhiều hơn về quá khứ, về cái đẹp, vẻ đẹp của quá khứ. Thành thử người ta muốn gìn giữ lại, thì người Huế lại có cái tính là ưa gìn giữ, ưa hoài cổ. Bởi vậy thành thử cái Tết Huế có vẻ như là hơn những Tết khác ở tính cách hoài cổ và chiêm nghiệm và muốn bảo tồn lại những cái nét đẹp xưa. Một năm bắt đầu bằng mùa xuân và Tết Nguyên Đán là dấu ấn đậm nét nhất của thời khắc giao mùa để xuân đi trọn vẹn hành trình của nó. Tết có ý nghĩa đặc biệt đối với người Việt, đến nỗi nó không chỉ là một sinh hoạt văn hóa đơn thuần, mà từ lâu bản thân nó đã là một thành phần trong cấu trúc văn hóa dân tộc, văn hóa Tết. Tết Huế xưa, cụm từ ấy đã bao hàm trong đó là thế giới quan, nhân sinh quan, thuần phong mỹ tục, tín ngưỡng cổ truyền, cách đối nhân xử thế và nhiều giá trị nhân sinh, nhân văn tốt đẹp của người Việt và dân tộc Việt. Tết là khoảng thời gian để hồi cố tri tân, để biết ơn và trân trọng những giá trị xưa cũ và tin tưởng, khát vọng về những điều tuyệt vời trong tương lai. Và Tết Huế cũng không nằm ngoài những ý nghĩa bình dị mà quý giá đến thế. Tết Huế hướng lòng người đến với mỹ cảm để trở nên đẹp hơn và ý nghĩa hơn giữa muôn vàn nẻo đời.